nhà là nơi để về. Đây là thông điệp mà căn nhà mình quay hôm nay muốn đem đến cho các bạn. Chào quý vị, mình là Happy Home TV. Trước khi cùng mình xem nội thất siêu đẹp của căn nhà, mời các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Căn nhà nằm ngay tại ngõ 369 Đằng Hải, ngõ siêu rộng, ô tô và tận cửa nhà. Các bạn đang ngước nhìn mặt tiền ngôi nhà với thiết kế cổ điển, màu sơn sang trọng. Cùng mình đi vào trong căn nhà nhé. Trước mặt tiền đã được lắp đặt cửa cuốn điện, cửa kính cường lực hai cánh với điểm nhấn là hai chậu cây xanh hai bên. Diện tích căn nhà là 40m², xây 4 tầng, móng cọc bê tông, khung cột, tường 20. Gia chủ phải nói là người có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời khi trang trí phòng khách nhìn thật hiện đại. Những tiểu tiết nhỏ như bức tranh, cây, hoa, bàn ghế, vân vân được sắp đặt rất tỉ mỉ. Tiến vào phòng bếp, tôi cảm nhận được không khí ấm cúng, gian bếp nhỏ xinh với tủ bếp làm từ nhựa cao cấp. Nơi đây, các bà nội trợ sẽ tha hồ thổi hồn vào những món ăn ngon cho cả gia đình quây quần bên bữa cơm. Tầng 1 còn được bố trí một nhà vệ sinh ẩn dưới gầm cầu thang, vừa tiện cho sinh hoạt lại không bị lộ. Cầu thang kính tây gỗ, mặt đá cao cấp. Cùng tôi lên tầng 2 nào. Các bạn thấy mỗi chiếu nghỉ đều được chủ nhà kê chậu hoa, phải nói chủ nhà rất yêu thiên nhiên. Tầng 2 với cấu trúc 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Phòng ngủ nhỏ xinh, các bé sẽ rất thích cách bố trí phòng như này. Mỗi phòng gia chủ đều treo một biển gỗ với chủ đề riêng từng phòng, thật dễ thương. Phòng ngủ với cửa sổ thoáng mát, sáng dậy mà mở rèm ra đón ánh sáng tự nhiên thì thật tuyệt vời. Nhà vệ sinh đã đầy đủ thiết bị, kèm thêm cabin tắm đứng và chất liệu đều của hãng Toto. Lên tầng 3 với thiết kế phòng thờ, sân phơi và kho để đồ. Tiện ích xung quanh vô cùng thuận lợi. Cách sân bay cát bi chưa đến 1 km, cách vòng xuyến vô banh 200m, gần trung tâm hành chính quận Hải An, bệnh viện đa khoa Hải An, trường học các cấp, gần ngay chợ Lũng Đông. Như vậy, quý vị vừa cùng mình tham quan hết căn nhà, thật tuyệt vời phải không? Với diện tích 40m², xây dựng 4 tầng, ngõ rộng rãi, thiết kế nội thất hiện đại, thông minh, mà giá chỉ có 1.9 tỷ, một mức giá quá hợp lý. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.